Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực thông quan như cải thiện hạ tầng bến bãi, đẩy nhanh triển khai cổng dịch vụ hành chính công tại khu vực cửa khẩu nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đảm bảo công khai minh bạch. Cùng với đó tích cực trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, bổ sung thêm một số mặt hàng xuất khẩu chính ngạch, nhất là hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam. Năm 2022 dự ước tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt trên 2,3 tỷ đô la, chỉ đạt 52,8% kế hoạch nguyên nhân chủ yếu do bên phía trung quốc triển khai các biện pháp chống dịch tại cửa khẩu biên giới khiến hoạt động thông quan hàng hóa gặp nhiều khó khăn